Đã hơn 60 ngày, Duy và các đồng đội trên những chuyến xe đến từng con hẻm của thành phố Thủ Đức, nhưng để gặp và hỗ trợ hết những người dân đang gặp khó khăn ở thành phố này là điều chưa thể. Song Duy và những đồng đội của mình sẽ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để hỗ trợ được nhiều nhất có thể những người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch. Và năng lượng tích cực mỗi ngày mà tổ công tác đặc biệt của Duy luôn được tiếp thêm, đó là những lời cảm ơn đong đầy tình cảm của người dân thành phố. Không đi ra ngoài được mà gia đình lại bị cách ly nữa, nên có được cái phần cứu trợ này gia đình tôi rất là vui. Xin cảm ơn tất cả mọi người, các cấp, cảm ơn tất cả mọi người. Có mấy người này nó ở phòng trọ đó, còn cái hai bé này nè là hai chị em mà nó là sinh viên rồi. Bây giờ hai bé xong như vậy là tốt rồi hả, mừng lắm luôn hả? Do em làm nhiệm vụ này trong vòng hơn 2 tháng qua rồi, mệt mỏi thì tất nhiên là phải có rồi. Mình được giúp đỡ người dân và mình nhận lại được những lời cảm ơn đấy, mình cảm thấy được đỡ vất vả được phần nào. 2 tháng vừa qua, công việc quen thuộc của Duy và các đồng đội là đi bộ luồn lách vào từng con hẻm nhỏ tại thành phố Thủ Đức. Hành trang theo Duy và những người đồng đội đi vào những con hẻm với rất nhiều công nhân, sinh viên, người lao động bị mất việc là hàng tấn hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm. Những thứ mà người dân đang rất cần khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách ở mức độ cao. Và hành trang họ nhận lại khi rời khỏi những con hẻm đó là những lời cảm ơn chân tình của bà con khu phố. Siêng năng rồi nhiệt tình trong cái công việc thì không có ngần ngại khó khăn đi bất cứ khu vực nào, mặc dù có những khu vực nó cũng đang là vùng đỏ. Tuy nhiên các đồng chí cũng vẫn mặc đồ bảo hộ để xông vào và phát quà đến từng nhà cho người dân có cái được vượt cái ăn để vượt qua cái đại dịch Covid-19. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, 2 tháng qua, ngày ngày dù mưa hay nắng, những chuyến xe chở tổ công tác đặc biệt gồm 20 đồng chí của lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân đã chở hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu từ những địa điểm tập kết trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh về cho người dân đang gặp khó khăn tại thành phố Thủ Đức. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì anh em luôn quán triệt tinh thần giúp dân là trên hết và bằng mọi điều kiện, trong mọi điều kiện, dù có mưa gió, dù có quá giờ thì anh em vẫn nhiệt tình nỗ lực để mà giúp cho thành phố có được những cái lương thực thực phẩm và hàng thiết yếu cung cấp đúng thời gian và đáp ứng được nhu cầu của nhân dân thành phố.